Nhìn đây nè. Nay hai đứa đi đâu hả? Dạ nó đi hẹn hò. Đập vỡ cái đàn. Đập vỡ cái đàn. Ba vợ đâu? Ba vợ chẳng. Hả? Ba vợ đi nhậu. Ba vợ đi nhậu rồi. Đập biết đàn không? Không đàn. Đập biết. Đâu đàn á? Cha luôn. Cha ơi. Miền Tây quê tôi là về à đến miền Tây cũng mời hạnh phúc dù. Anh vợ kìa, tặng anh chị. Anh vợ. Bà xin lỗi tình yêu tặng vợ kìa. Xin lỗi tình yêu. Hả? Xin lỗi tình yêu. Xin lỗi tình yêu hả? Anh nói cả cho em đi sống cuộc đời mà sao không đi liên lạc ngày ngày sớm. Anh nói cả cho em đi sống cuộc đời mà giờ đây một mình em bước trong mưa. Anh ngỡ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em đã cho người làm đường lối đi. Anh biết trời thành em đừng cho anh không hợp bài rồi, trên bài trên đó tình em không hợp rồi, hỏi có không có bài nè. Bây giờ hát bài là anh thế em làm lầm theo tình hại, anh thế em anh cánh cần lâu đài, đợi cho một đêm tan nào trên, nhưng chỉ bằng hối như lần trong, đợi một lần cũng đã đuổi mất, đông anh giữa chúng ta mà thôi. Giờ nãy bà hồi nãy với bà này bà nào đẹp hơn? Bà kia. Bà kia. Bà nào? Hả? Sao mới lúc giá như vậy? Không đáp anh. Cùng. Có vợ mà cô cũng có đăng cực. Bà nào đẹp? Bà nào đẹp? Hả? Đẹp. Thương bà nào? Thương bà nào hả? Ừ. Không biết thương bà nào không? Kỳ vậy? Thương bà nào vậy? Có bà này kia bên mà biết thương bà nào luôn rồi. Bà kia. Thương bà kia à? Sao kỳ vậy? À biết đâu. Em với bà này là bạn mà. Hả? Bạn mà. Bạn ha. Rồi bà kiếm lại vợ hay gì? Ừ. Rồi hai đứa con nó tiêu như vậy. Rồi tính bà ấy thích dâu mà. Cái bồng đi hay vậy? Rồi có đi bồng tranh mà. Để đi vô ẩm nó ra cho. Cái nhẫn của ông tặng vợ đó bởi. Hả? Cái nhẫn của tặng vợ sao gỡ lại? Nó. Đó kìa. Ừ ơi. Cái này. Con hả? Chưa lại con. Thôi nó được ra được không? Mặc đồ cho nó rồi nè, chưa rồi ẩm phần này đi. Nó là tấm bào hả? Dạ, ẩm đi. Tấm bào sao? Phúc gâu cho. Con hả? Dạ con. Con của em với ông Nguyên á. Con có hai đứa đấy hả? Con của Nguyên hả? Con của bằng hai. Nguyên đẻ hả? Dạ, Nguyên đẻ hả? Nguyên đẻ. Nguyên đẻ. Nguyên đẻ, chứ tao phải mau đẻ đâu trời. Nguyên nha. Dạ. Mấy à? Cô có hai đứa à? Mấy đứa? Không được, cái đầu. Cái đầu nhỏ đây nè. Trời ơi trời. Em không nói gì chơi trời. Trời ơi con thì lớn mà nó dài chứ thằng á. Ờ vậy đó. Nó sổ sữa. Con nó giống ai? Tên Tấm Bào. Đây là Phúc Dâu. Đúng rồi. Tên Phúc Dâu là Tấm Bào. Chú Phúc Dâu hả? Kỳ vậy? Ông Tạm Phúc Dâu là Nguyên hơn, còn con Tấm Bào là em hơn. Cái ông ngã rồi trời. Đừng có đạp. Ừ. Cuối cùng Nguyên hơn ai? Hả? Cuối cùng bé Nguyên hơn ai? Hơn Tấm Bào. Hơn hả? Vậy là hơn ghét hay vậy? Hơn hằng ghét. Ừ. Được có thân không? Không. Có thân không? Không. Vậy sao anh có bà Mai rồi. Vậy hả? Ừ. Ừ quên nữa. Quên em nữa em. Con bà Mai mà ẩm làm gì, nó không có chữ chết à. Con có ai nữa? Con có ai ạ? À biết là con ai trời. Dạ dạ, chết mỏi trời. Là nó cũng mà lên trên cổ rồi.
Trời ơi, bởi cho có được cái nhiều đàn hỏa tím. Nên vỡ lâm răng đằng kia ta được những bệt lâu. Anh đã bao đêm yêu ngày mộng mơ. Hạnh phúc đã ra hạnh phúc êm đềm. Ba mới coi buồn, không có không được. Chỉ mà nói chứ, vợ. Có phải bạn không mà? Bạn thôi đúng không? Vậy cuối cùng bạn hay vợ? Bạn hay bạn. Vợ bạn. Vậy là ai vợ? Không bảo là bạn, còn bà chưa vợ mà. Chưa vợ, bây giờ chưa vợ đấy. Chưa vợ nha. Dạ. Là âm với mình đang đứa nào đẹp hơn Nguyên? Nguyên. Dạ, âm năng với bây giờ năng với anh là đứa nào đẹp hơn? Cái gì? Nghĩ thương anh Nhân à? Dạ, khen anh thôi hả? Khen có. Cái gì? Khen có. Khen chó hả? Ủa, con chó đâu khen chó? Khen chó là chó. Khen anh có. Khen có chứ phải là hơn con chó. Khen có hả? Đó. Ở đâu, ở đâu, hình thức đâu, hình thức đâu? Đâu ai biết? Không biết sao Khen trời. Ở chơi giảm á. Chơi giảm á? Bữa tâm đi chơi giảm không? Bớt lắm á, tao đi anh có thì giận đó. Lấy tay ra. Còn anh không có đâu. Cơ hội đến đó được. Hả? Cơ hội đến. Làm tới đổ đi. Hả? Cơ hội đến rồi đó. Yêu nhau. Làm tới đổ đi. Không. Đâu. Đây là bạn. Đây là bạn. Kia mới là vợ nè. Con đang nằm đây nè. Đây là bạn. Mới là con tán vợ đâu. Nó hợp vô đây là bạn mà. Còn đây là người yêu thật sự đó mọi người. Đây là người yêu giả. Ủa đó người yêu thật mà. Người yêu giả hả? Trời đất hơn không? Tại sao không hơn? Ừ. Anh nói anh sao mà, anh nói anh gì mà đuổi các bạn đó ra hơn lại phải không? Anh đuổi lại đó, đi đó. Đi làm kia. Nó đi ăn cơm. Ủa mà ăn cơm nổ đi. Nó đi ăn cơm, nó đi ăn cơm. Không có đâu. Thôi đi ra coi. Thôi mà dù sao mình vẫn là bạn mà. Bạn bạn bớt mất mới phải nắm tay. Cái bữa đi uống cà phê nắm tay với anh mà sao giờ cười vậy? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng quên cái chuyện trả rồi em? Trời ơi, quay lúc nào cũng nói chuyện tào lao với em. Quên mà. Thôi à, không có giỡn à, Ngọc nha, Ngọc nha. Đau nha. Thấy Ngọc. Hả? Cái này tấn công dữ thế à? Ngọc. Làm gì vậy? Thương nó cười vậy. Phải rồi đó. Ngọc mà. Mới hiểu quỷ với bà Mai ra đó. À, làm gì vậy? Làm gì vậy? Tấn công dữ rồi ta. Giận, giận cái này không phải như giận hồi xưa đâu nghe. Làm gì vậy? À, không phải như giỡn rồi nghe. Năm điểm đi, năm điểm đi. Làm gì? À, giờ tâm sự rồi. Xin bến thôi. Dạ. Rồi tại sao không ơn? Tại sao không thương anh? Thương anh? Anh xấu quá. Dạ? Anh đẹp trai hơn. Anh có đẹp trai hơn. À. Anh có đẹp trai hơn. Dạ. Bảo mua trở, bảo mua trở. Anh nhắn tin á, tự nhiên anh hỏi em bao nhiêu tuổi rồi, là anh 50 tuổi nghe. Anh à. Nhắn tin với anh á, anh hỏi con nhiêu tuổi rồi, là con 50 tuổi. Ừ. Hai chục mà, sao có 50 Nam. Ở trời bây giờ, bên sau nó 20 mà. Nên tôi nói trong điện thoại thôi. Chứ tôi thiệt thì 50. Dạ. Con tao tới trong điện thoại hả? Anh nhiêu tuổi rồi? Anh 19. Vậy em lớn tuổi anh rồi. Dạ. Vậy em lớn hơn 31 tuổi. Phải không? Hơn 31 tuổi. Hơn 31 hả? Em nói gọi em bằng cô. Như là dạ bằng em nữa. Cô. Dạ. Rồi giữa cái khán giả là con được hả? Dạ, bà mau mới đi ăn cơm á, bảo đi luôn á, chứ nó không có đã lại đâu. Nó vợ anh cũng đỡ cho được. Còn trong cái anh với em ăn thử thử mà trời mà cứ nữa làm sao mà không đã lại trời. Cái hồi nó có đã lại anh với em vô phòng trốn luôn. Có phòng rồi nè, anh với em vô trốn luôn, trốn không cho nó biết luôn. Ok không?